Kính thưa quý vị, ngày 20 tháng 7 vừa qua tại Hà Nội, một doanh nghiệp Việt Nam đã ký độc quyền công nghệ nano lượng tử. Ngày 20 tháng 7 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt độc quyền sản phẩm dạ dày Yakumi tại Việt Nam. Bộ đôi sản phẩm viên năng cứng và viên sủi Yakumi được sản xuất tại nhà máy hiện đại dưới công nghệ Nhật Bản là nano lượng tử có kích thước nano nhỏ nhất thị trường hiện nay. Công nghệ nano lượng tử giúp tăng độ tan của hoạt chất từ các thảo dược tự nhiên lên đến hàng ngàn lần, giúp ức chế và tiêu diệt vi khuẩn HP, làm lành các vết loét và cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, giúp người bệnh giảm cơn đau sau 24 giờ sử dụng, đồng thời hiệu quả điều trị có thể lên đến 98 lần. Và sản phẩm này được chiết xuất và bào chế từ tất cả những điều cái nguyên vật liệu là thiên nhiên hết, thảo dược hết, cho nên là cực kỳ an toàn và không có một cái phản ứng phụ nào hết. Đó là điều vô cùng quan trọng nha. Và lần đầu tiên thấy được một sản phẩm là một viên sủi, tại vì đã dùng những viên nhai nhiều rồi nhé, viên nhai có là nước uống cũng có, thậm chí là nói trước phải gọi qua Pháp mua những viên thuốc về, nhưng mà từ khi mà đại sư mình thử trong một tuần lễ thôi, nó rất là êm lắm luôn, đây là sự thật. Và cái sản phẩm này nè, là viên sủi luôn, mình bỏ vào trong một ly nước thôi, 3-5 giây là cầm là uống ngay lập tức và sẽ cảm nhận được ngay. Cái đặc biệt là nó bây giờ người ta tiên tiến cái mức là không còn cái mùi thuốc nữa, mà những cái hương vị rất quen thuộc trong cuộc sống. Và cái hương vị trong cái sản phẩm Jacobi lần này là gì các bạn biết không? Là một cái dưa leo, nó rất là sạch, nghe rất là fresh, cảm thấy mình dễ chịu cũng không luôn an toàn. Dưa leo người ta còn đóng lên mặt được cơ mà, ở nhà chiết xuất là cái mùi dưa leo mình cảm thấy dễ chịu lắm. Và mình phải nói rằng là yên tâm vô cùng khi mà mạnh dạn chọn sản phẩm Jacobi hỗ trợ dạ dày. Khi yên tâm vô cùng khi chọn sản phẩm Jacobi, một sản phẩm hỗ trợ dạ dày, và chắc chắn một điều, bất kỳ ai đó có thể khám trong giỏ sách của Hưng mỗi khi đi nước ngoài hay đi ra Hà Nội hay đi lên nhà biểu diễn, luôn luôn có sản phẩm nhỏ trong giỏ để hỗ trợ mình bất kỳ lúc nào cần thiết nhất. Sản phẩm ngay sau khi ra mắt đã nhận được sự tin tưởng của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, danh hài Chí Tài. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng đánh giá bộ đôi sản phẩm Yakumi ứng dụng công nghệ nano lượng tử là một bước tiến mới trong điều trị dạ dày, viêm loét dạ dày tá tràng đối với bệnh nhân tại Việt Nam. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.